chào các bạn. Trong video clip lần trước, mình rất là bực mình và tức giận bởi vì mình thiếu Citibank có 1 triệu đồng thôi. Nhưng Citibank đã tính cái lãi suất của mình là dựa trên con số dư nợ mà tháng trước mình xài là 20 mấy triệu cộng với con số dư nợ của tháng đang xài mặc dù chưa tới due date thì thiếu 1 triệu. Nhưng mà tính lãi suất dựa trên con số nợ là 111 triệu. Thì rất là, điều đó là mình rất là bất ngờ và bị sốc. Cho nên là mình đã gọi điện lên và bày tỏ cái sự bức xúc của mình. Nhưng sau đó thì mình có nghĩ lại, thật ra là mình không thể nào hoàn toàn phụ thuộc và dựa dẫm và trông chờ vào cái sự tư vấn của bạn sale của ngân hàng được, mà mình phải chủ động tìm hiểu để tránh cái sự bất ngờ không đáng có như vậy. Cho nên là mình đã quyết định là lên website của Citibank để tìm đọc cái terms and condition của bên đó. Thì các bạn biết là cái terms and condition của Citibank up trên website của họ là dài bao nhiêu trang không? Các bạn đoán thử coi. 118 trang, dài bằng cuốn tiểu thuyết bố già luôn á các bạn. Tuy nhiên là mình cũng đã ngồi và đọc lại những cái, chọn lọc ra những cái quan trọng và sát sườn nhất với thực tế của mình thường gặp phải để mà tìm hiểu về đó. Thì hôm nay mình quyết định chia sẻ với các bạn những cái kiến thức liên quan tới thẻ Citi, đặc biệt là dòng thẻ cashback, bởi vì mình đã xài cái dòng thẻ này nên mình muốn dành tặng video clip này cho những bạn đang xài thẻ Citi cashback của Citibank. Thứ nhất đó là phí thường niên. Phí thường niên phải trả cho thẻ Citi Cashback hàng năm là 1.320.000 đồng. Mặc dù là trên cái bảng biểu phí và lãi suất của Citibank up trên website thì ghi là 1.200.000, nhưng đó là con số chưa bao gồm VAT. Cho nên con số mình thực trả đó là 1.320.000. Cái số đó mà so sánh với những cái dòng thẻ Visa khác thì nó cũng không phải là con số nhỏ. Cho nên là nhiều bạn nói rằng là nó đã cho mình miễn phí lãi trong vòng 50 ngày rồi, thì khi mà mình trả trễ vào cái kỳ sao kê, đến kỳ thanh toán mình trả trễ thì ngân hàng có quyền đưa ra luật chơi của họ là họ sẽ chặt mình cái phí, cái tiền lãi dựa trên cái dư nợ của tháng rồi và cái những cái tiền phát sinh của tháng sau. Thì đó là yêu cầu của ngân hàng, bởi vì tôi đã cho anh được như vậy thì anh phải đáp ứng được những như vậy cho tôi. Thì nói là ngân hàng cho mình thì mình cảm thấy cái đó cũng không có đúng lắm đâu các bạn. Tại vì khi mình có cái thẻ rồi, khi thẻ của mình được kích hoạt rồi thì xài hay không xài mình vẫn phải đóng phí thường niên là ở con số đó. Đồng thời mà nhờ những cái phát sinh giao dịch của mình thì ngân hàng sẽ có được những cái commission từ phía dealer, từ phía đối tác của họ. Như vậy là đó là một cái bài toán win-win cho cả hai bên khi mà mình sử dụng thẻ và được miễn lãi trong vòng 50 ngày đó, chứ không phải là ngân hàng đang cho không mình cái gì hết. Tóm lại là các bạn nhớ là khi các bạn đang sở hữu thẻ Citi Cashback thì phí thường niên là 1.320.000 đồng một năm. Thứ hai là thời gian miễn lãi cho các giao dịch mua sắm. Ở đây mình nói là các giao dịch mua sắm chứ không phải là giao dịch rút tiền mặt nha các bạn. Đó là 47 ngày. 47 ngày thì trong đó là gồm 30 ngày tính giữa hai chu kỳ thanh toán và 17 ngày ân hạn, tức là 17 ngày kể từ lúc mà các bạn nhận sao kê đó đến lúc cái ngày mà đến hạn phải thanh toán là 17 ngày. Ví dụ như là ngày lập bản sao kê của mình á, tháng 3 thì rồi là ngày 4 tháng 3 thì cái ngày due date mà mình phải thanh toán lại số tiền đó là ngày 23 tháng 3. Ngày 17 ngày thì thường lẽ ra là nó sẽ rơi vào ngày 21 tháng 3 đó các bạn. Nhưng mà do ngày 21 tháng 3 rơi vào thứ bảy cho nên là ngân hàng gia hạn ra cho đến ngày thứ hai của tuần tiếp theo là ngày 23 tháng 3. Như vậy là tổng cái thời gian mà các bạn có thể xài thẻ mà không bị phải trả lãi đó là 47 ngày. Tức là lên đến 47 ngày chứ không phải chính xác 47 ngày nha. Tức là 47 ngày tính từ ngày cái giao dịch đầu tiên á. Còn các bạn mà giao dịch về cuối gần cái ngày mà chốt sao kê rồi thì nó tất nhiên là nó không lên tới là 47 ngày rồi. Cái thứ ba là cái vụ mà miễn lãi 47 ngày á, thì chỉ áp dụng cho cái giao dịch mua sắm thôi nha các bạn. Còn giao dịch rút tiền mặt thì là không có được miễn lãi, mà cái lãi suất sẽ được tính ngay vào cái thời điểm mà cái ngày mà bạn rút tiền. Thì ngoài ra các bạn còn chịu thêm một cái phí gọi là phí rút tiền mặt. Phí rút tiền mặt là 3% và tối thiểu là 50.000. Mình ví dụ nha, các bạn mà rút 500.000 thì cái phí rút tiền mặt 3% sẽ là 15.000. 15.000 nhỏ hơn con số tối thiểu là 50.000. Vậy là các bạn rút 500.000 thì sẽ bị cái phí rút tiền là 50.000. Nếu các bạn rút 2 triệu thì 3% của 2 triệu sẽ là
60 ngàn thì các bạn sẽ trả 60 ngàn cho cái phí rút tiền mặt. Như vậy thì còn lãi suất khi mà các bạn rút tiền mặt là bao nhiêu? Thì lãi suất khi rút tiền mặt thì nó vẫn bằng với lãi suất khi mà các bạn không thanh toán đúng hạn cho cái giao dịch mua sắm, tức là 2,75% một tháng. Đó, thì nó lãi suất giữa cái mình xài tiền mặt vẫn bằng với lãi suất khi mà mình vay để mua sắm, mình cào thẻ là 2,75%, mình chỉ chịu thêm 3% cái phí rút tiền mặt thôi. Cái thứ tư là về cashback, tức là cái điểm thưởng, cái điểm mà các bạn được hoàn lại khi mà các bạn xài thẻ cashback á, thì các bạn thường thấy là nó quảng cáo là 6% đối với giao dịch ở CGV, rồi 6% đối với Grab, rồi 4% nếu mà các bạn thanh toán bảo phí bảo hiểm, rồi 2% ở những cái trung tâm thương mại và những cái cửa hàng thời trang, rồi 0,3% nếu mà các giao dịch khác, thì các bạn rất là thích đúng không? Cho nên là các bạn tranh thủ xài càng nhiều thì mình được cashback càng nhiều. Hoặc là đi ăn chung với đám bạn là khoan, để tao trả thẻ cho tụi mày, đưa tiền mặt lại cho tao nha, tại vì tao trả thẻ thì tao được cashback. Nhưng mà các bạn phải nhớ là nó có một con mức trần, mức tối đa mà cashback lại trong một tháng, tức là chỉ có 600 ngàn thôi. Giả sử các bạn đóng tiền bảo hiểm là 100 triệu thì các bạn nghĩ là các bạn sẽ được hoàn lại 4 triệu. Đó, các bạn sẽ được hoàn tối đa là 600 ngàn cho cái tiền bảo hiểm các bạn đóng là 100 triệu, các bạn mua bảo hiểm rồi các bạn đóng phí đó. Đó, thì các bạn sẽ được hoàn lại 600 ngàn. Thì sau đó toàn bộ những giao dịch mà các bạn xài, ví dụ các bạn mua thẻ, mua vé xem phim CGV, hoặc là các bạn xài Grab, hoặc là xài mua sắm gì nữa, thì các bạn không còn được cashback nữa. Đó, cơn số cashback tối đa của một tháng là 600 ngàn và nguyên cả một năm là 7,2 triệu thôi. Và có thêm một cái này nữa, tức là nhiều bạn để ý là ví dụ như các bạn thấy là tháng này mình được cashback tổng, bây giờ mình coi cái điểm thưởng hoàn lại của mình là 900 ngàn nè, cái xong các bạn đang thiếu ngân hàng là 2 triệu, cái các bạn trả 1,1 triệu thôi, các bạn nghĩ là 900 nó sẽ được cashback và nó bù lại thành 2 triệu, là không có. Cashback nó không được hoàn tự động, mà các bạn phải lên website của nó để các bạn tự claim cái điểm thưởng đó, và nó sẽ được hoàn vào cái sao kê của tháng tiếp theo, chứ không phải là cái tháng mà các bạn được tích điểm cộng điểm đến cái thời điểm đó đâu. Khi các bạn claim điểm thưởng thì nó được hoàn lại vào sao kê tiếp theo. Do vậy là các bạn nên là trả đúng hạn, nếu không thì các bạn sẽ bị lãi phạt rất là cao giống như mình đó. Cái thứ năm là khi các bạn mà trả trễ thì các bạn phải đối mặt với những cái chuyện gì? Khi các bạn trả trễ thì các bạn thứ nhất là sẽ đối mặt với phí phạt chậm thanh toán. Phí phạt chậm thanh toán này là 4% tính trên tổng số tiền mà các bạn còn thiếu. Ví dụ như một ngày đẹp trời các bạn đi uống trà sữa, một ly trà sữa là 50 ngàn. Thì các bạn nghĩ là 50 ngàn thì nếu mình trả trễ nó phạt cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng mà không nha, 50 ngàn tuy là 4% của 50 ngàn chỉ có 2 ngàn thôi, nhưng mà họ có quy định cái mức phạt tối thiểu là 300 ngàn và tối đa là 2 triệu. Như vậy vì trả trễ 50 ngàn cái dư nợ đó mà các bạn sẽ bị cái phí phạt chậm thanh toán là 300 ngàn, gấp 6 lần con số mà các bạn nợ. Đó là mới là phí phạt chậm thanh toán, chưa nhắc đến lãi nha. Còn lãi thì được tính như thế nào? Lãi đến ngày due date mà các bạn vẫn chưa trả nợ cho ngân hàng, hoặc là các bạn chỉ trả một phần như mình nè, mới tức nè, tức là mình thiếu 21 triệu, mình chỉ lỡ trả thiếu là 1 triệu, mình trả 20 triệu, mình còn thiếu 1 triệu, vậy là mình bị tính trên toàn bộ dư nợ của mình tháng đó là 21 triệu, cộng với dư nợ của tháng tiếp theo do mình đã vi phạm cái quy định của ngân hàng và mình bị tước quyền miễn lãi của tháng tiếp theo, cho nên là mình vẫn bị tính luôn cái những cái giao dịch phát sinh trong cái tháng tiếp theo là 90 mấy triệu. Như vậy là thiếu 1 triệu mà bị tính trên tổng cái con số chi tiêu là 110 mấy triệu đó. Cái thứ sáu là khi các bạn nhận sao kê hàng tháng thì có hai khoản mà các bạn thường thắc mắc. Thứ nhất là cái thanh toán tối thiểu, cái thứ hai là tổng khoản thanh toán đến hạn. Như vậy là thanh toán tối thiểu là gì, còn tổng khoản thanh toán đến hạn là gì? Tức là con số thanh toán tối thiểu mà các ngân hàng thường đưa ra thường là 4% so với dư nợ của các bạn.
Thì nếu các bạn không đủ tiền để thanh toán toàn bộ cái dư nợ mà bạn đã xài thì bạn nên thanh toán cái con số thanh toán tối thiểu đó, bởi vì khi mà bạn thanh toán con số tối thiểu đó thì bạn tránh, bạn sẽ không bị cái mức phạt là 4% hoặc là 300.000 và tối đa là 2 triệu đó, thì bạn sẽ tránh được cái mức cái phí phạt trễ hạn, nhưng đồng thời là bạn vẫn bị cái mức lãi suất dựa trên những cái chi tiêu mà bạn đã xài, và mất cái quyền miễn lãi của tháng sau. Tức là đó là ý nghĩa của con số tối thiểu. Khi mà bạn thanh toán con số tối thiểu thì thứ nhất là bạn sẽ không bị phí phạt trễ hạn. Cái thứ hai là bạn tránh cái trường hợp bị nợ xấu. Bởi vì khi mà bạn không thanh toán gì hết á, thì nếu mà bạn quá hạn 10 ngày thì ngân hàng sẽ báo cáo lên CAC cho bạn vào nợ xấu nhóm 2, quá hạn 90 ngày thì cho bạn vào nợ xấu nhóm 3. Cái số ngày đó thì mình không có nhớ chính xác, nhưng mà đại khái là như vậy. Khi mà các bạn không đủ tiền thanh toán cả nguyên cả tổng số dư á, thì các bạn nên thanh toán cái số mức tối thiểu để tránh cái phí phạt là 4% trên tổng cái dư nợ, và đồng thời tránh được cái trường hợp mà mình bị nợ xấu. Bị nợ xấu sẽ rất là phiền, sau này khi các bạn đi giao dịch những ngân hàng khác thì họ sẽ tra trên cái CAC và họ sẽ rất là hạn chế cái quyền vay tiền của bạn. Thứ bảy cũng là cái cuối cùng. Cái này dành đặc biệt tặng riêng, thông tin dành riêng cho các bạn hay đi nước ngoài. Tức là khi mà các bạn thắc mắc là khi các bạn đi nước ngoài, các bạn cà thẻ thì các bạn bị phí gì, thì chia sẻ các bạn là đối với các bạn những xài thẻ City Cashback thì khi đi nước ngoài các bạn sẽ chịu 4% trên mỗi giao dịch. 4% đó gọi là phí chuyển đổi ngoại tệ. Thì ví dụ như các bạn mua chai nước hoa 100 đô thì các bạn phải bị mất phí là 4 đô cho cái giao dịch đó. Đồng thời là các bạn phải chịu cái tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ, thì tại vì City nó là thuộc của thằng Visa, cho nên cái tỷ giá như thế nào thì là trên website của Visa nó có niêm yết rồi. Đó thì đó là 7 điều cần biết, 7 điều thiết yếu nhất, cơ bản nhất liên quan đến thẻ City Cashback, mà mình nghĩ là cái này không dành cho các bạn có background là ngân hàng rồi, các bạn chắc là đã quá rành rồi, thì hy vọng các bạn đừng có ném đá mình. Cái này là dành riêng cho những bạn mà có xài thẻ City Cashback nhưng chưa biết thông tin như mình, thì mình không biết cái số này có nhiều hay là không. Tuy nhiên là mình nhờ đụng chuyện thì mình mới biết, mình mới tìm hiểu, và sẵn tiện tìm hiểu rồi thì mình nghĩ là thì mình chia sẻ kiến thức này cho các bạn, những bạn mà còn chưa biết như mình. Hy vọng là các bạn có thêm kinh nghiệm và thông minh hơn khi sử dụng thẻ để tận dụng được những cái ưu thế mà thẻ Visa mang lại cho các bạn. Nếu các bạn thấy những cái thông tin mình chia sẻ hữu ích thì các bạn nhớ subscribe cho kênh Dế Nhủi Channel, một con dế nhủi ở đồng quê và chia sẻ kiến thức về ngân hàng cho các bạn. Rồi các bạn nhớ subscribe và cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn nhiều, và như thường lệ chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui.